mặt sáng sủa. Khỏi bả. 10 phút á, mặt mình đẹp gái ghê luôn, trắng một kinh nhá. Mình này cũng không khác gì mấy anh châu Phi, mình thì như là em gái chân dài. Chào cả nhà. Rồi bữa nay mình cho mấy đứa nhóc chơi trò chơi nha. Đó, bây giờ hôm nay chơi trò chơi là cái môn gì? Môn gì à? Xúc xắc. Rồi mình thảy xí ngầu. Thảy ngầu có thưởng nha. Đây, thưởng là kẹo con mắt. Nha cả nhà, tỷ lệ trò chơi này gồm có là ăn kẹo, uống nước, ăn kẹo nữa nè, bọc mì nè, lo chảo nè, xong rồi tới hình phạt. Đây hình phạt đây cả nhà. Đây là bột mì với lại lo chảo. Còn đây, phần thưởng là kẹo con mắt. Đây là con mắt nha cả nhà. Rồi, rồi chén rồi đi. Chén ngay nha cả nhà. Mặt vô là phê. Mặt vô là xích kem vậy á. Thôi thể lại trò chơi nó xong giờ mình tù xì. Không, tù xì. Rồi, anh này chó. Wow, uống nước. Rồi, làm một ly nước. Đẹp. Ngon. Anh phát. Ăn kẹo. Mời cái nhạc ngon nha. Ủa đi ra thì kìa. Đúng không? Giờ tới mình. Anh mặt sáng sủa. Giờ tới mặt của Quân nha. Tới mình nha. Đó cả. Anh phát. Có chồng. 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Tích khu mắt. Nhưng mà rất nha. Anh phát. Kẹo. Đó. No. Khuôn mặt sáng sủa. Đấy mình. Đấy là mẹ da. Chắc chắn là kẹo rồi. Bỏ mày. Kẹo ra. Đấy mình. Uống nước. Đây. Được cái từ Đông Dương. Rồi. Không có hình phạt đâu. Kẹo cho mày coi nè. Ủa. 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 Ăn kẹo. Ủa. 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 À, kẹo nó bị đen mày ơi. Anh phát, anh phát. Ba, bốn, năm. Tới mình. Kẹo nè. Coi mày có nào. Quay đi nha. Xong ngon, xong ngon. Không biết dính gì đây. Nhưng mà nè, nếu bột mì lúc nào ăn cậu kẹo.
hoài. Ăn bột nè, kẹo nè, hình phạt nè. Không nhận không? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, xung quá vậy nhìn nè. Trời ơi, bây giờ tao khét nước cũng chết luôn. Tụi mày không tao vô nước chết. Giờ tao vô nước cho tụi mày coi nè. Ăn kẹo. Trời ơi, bắt nhẹ nha. Trời ơi, mày chạy nước. Tụi tao hiện chạy, tụi tao uống nước rồi. Tụi bay coi nè. Tụi bay chui dễ vậy à. Uống nữa. Trời ơi, nó thèm nước mà không được uống. Hai mà nó không thèm kẹo mà nó được ăn kẹo quá. Ông quậy quá kẹo nè. Nước chứ. Ăn kẹo hả? Anh biết ngán luôn. Lỡ chảo. Trời ơi. Chợt quê. Hết hình phạt. Dầu hoài nó cũng chán giờ. Đổ quýt đất đi. Đổ quýt đất đi. Lỡ chảo. Giờ mình muốn ăn gì mình cứ xoay hướng đó rồi nó tự ra nè, coi nè. Đó. Ôi da, 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 nãy mình muốn ăn kẹo bây giờ. 1, 2, 3, 4, 5. Quá dễ. Nha. Ba quay, vô đây, qua đây, qua đây. Ê. Quay này, tao kẹo nè. Ăn kẹo. Ba quay. Quay. Ăn kẹo. Kẹo 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 kẹo. Chà chà. Xem anh trong phim nè. 10 phút á. Mặt mình đẹp gái ghê luôn. Trắng một kinh vậy. Mình thì cũng không khác gì mấy anh trong phim. Mình thì như là em gái chị dạ. Tí mình tắt ra. Ăn kẹo. Này xuống. Yes. Mở nhẹ nha. Mở cắn cái bụt luôn. Quá đã. Gọi tới mình nha. Đây. Hình phạt. 1, 2, 3, 4, 5. Kẹo 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 kẹo. Lỡ đã. Để mình trà kỹ hơn cho nó giống như anh Trúc Phi. Quá trời đẹp gái à.
mấy anh Châu Phi tới nè. Dễ gì bọc mày. Bây giờ đang khác. Khỏi đã. Đã quá Pepsi ơi. Giờ mình sẽ để ý đây mình quăng luôn cho nó hơn. Ấm kìa. Vượt tay vượt tay nè. Nó không nổ mỗi lần vô trong rồi. Ăn kẹo đi, ăn kẹo đi, ăn kẹo đi. Hình phạt. Hình phạt. Hình phạt. Hình phạt à? Ăn kẹo. Bột mì. Nè. Nè. Mình nha. Quá trời. Đây khuôn mặt con sao. Con bột mì. No 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 no. Ăn đá chân dài. Chân dài. Mới nhà ăn kẹo nha. Cá nha. Giờ mấy em mình ăn cúng nồi và xin kết thúc clip đây nha. Nếu bạn thấy hay thì cho một like, một share, nhấn vào đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo với tụi video mình nha. Giờ thì bye bye.